Hào quang sân khấu luôn là điều mà bao người mơ ước. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, không ít nghệ sĩ đã vướng vào những scandal làm tổn thương lòng tự hào dân tộc. Từ những hành động thiếu suy nghĩ đến những phát ngôn gây tranh cãi, họ đã đánh mất hình ảnh đẹp trong lòng công chúng và để lại những vết sẹo khó phai trong lòng người hâm mộ. Họ khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu, tung hô những giá trị xa hoa. Nhưng có bao giờ họ nhớ về mảnh đất đã nuôi dưỡng tài năng của mình? Những lời lẽ hoa mỹ trên sân khấu, những bản hợp đồng béo bở ở nước ngoài liệu có xứng đáng với những giọt mồ hôi, nước mắt của những người dân đang ngày đêm xây dựng đất nước? Thật trớ trêu khi những người được cả xã hội ngưỡng mộ lại thờ ơ trước tình yêu quê hương đất nước. Trong đoạn livestream mới đây, Louis Phạm thắc mắc rằng không biết chào cờ thì giơ tay phải hay tay trái, vì khi nhận huy chương thì cô chỉ đưa tay lên ngực trái, chứ không bao giờ chào cờ trên trán. Cô nàng liên tục tỏ ra bối rối vì bản thân không rõ và không nhớ. Khi mọi người có ý kiến chào cờ mà cũng không biết, Louis phản ứng lại với thái độ vô cùng nhởn nhơ. Ủa, thì mình không biết, bây giờ mọi người nói thì mình mới biết, chứ mắc gì mà mọi người phải vậy. Không biết thì bảo là không biết. Dưới phần bình luận có không ít người tỏ ra khá bức xúc với hành động này của cô nàng. Thật sự rất chán với chiều trò của cô bé này. Không biết idol giới trẻ kiểu gì, không lan tỏa điều tốt đẹp, toàn làm những thứ lố lăng, mất thiện cảm, đến chào cờ còn không biết thì cũng đến chịu. Hình như bạn này bị thiếu fame hay sao phải cố tình gây chú ý như thế này nhỉ? Đợt đầu xem bạn này thấy thích lắm, giờ thì chỉ thấy ngao ngán suốt ngày câu like. Ủa, bạn này đi học cấp 1 chưa bao giờ chào cờ hả? Những người yêu quý Phạm Như Phương vô cùng thất vọng trước hành động này của cô, bởi lẽ người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, ai cũng cần phải biết cách chào cờ sao cho đúng, vì đây là một hành động rất thiêng liêng. Vậy mà một vận động viên quốc gia như cô lại xem nhẹ và không hiểu được tầm quan trọng, quả là một điều đáng thất vọng. Chào cờ không chỉ là một nghi thức đơn thuần, mà còn là hành động thể hiện lòng tôn kính đối với lịch sử hào hùng của dân tộc. Lá cờ Tổ quốc với ngôi sao vàng trên nền đỏ thắm đã chứng kiến bao thăng trầm của đất nước, là biểu tượng của sự đoàn kết, thống nhất và tinh thần bất khuất của dân tộc. Chào cờ là cách chúng ta tưởng nhớ đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Gần đây dư luận dậy sóng trước hình ảnh Mira Trần thể hiện ca khúc tại lễ tang của Lý Tống, một tội phạm nguy hiểm, kẻ thù của đất nước. Việc một nghệ sĩ nổi tiếng lại xuất hiện tại một sự kiện như vậy với lá cờ lạ đã gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Ánh hào quang sân khấu không che lấp được hành động thiếu suy nghĩ của Mira Trần khi xuất hiện tại lễ tang của một kẻ thù không đội trời chung với đất nước. Việc cô hát bên lá cờ lạ càng khiến hình ảnh của nữ ca sĩ trở nên mờ nhạt trong lòng công chúng. Scandal của Mira Trần là một bài học đắt giá về trách nhiệm của người nổi tiếng. Đây là một lời nhắc nhở rằng sự nổi tiếng đi kèm với trách nhiệm rất lớn. Ngay sau đó, Mira Trần đã lên tiếng xin lỗi. Mira Trần cho rằng sẽ chẳng có lời bào chữa nào cho hành động của cô và cô chân thành nhận lỗi với người hâm mộ, bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Mira Trần khẳng định cô không có ý định gây rối hay làm ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia. Sự việc này chính là bài học với cô. Cô cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong mọi hành động và phát ngôn của mình trong tương lai. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn tỏ ra bức xúc trước hành động của cô nàng. Rất nhiều người để lại bình luận sẽ quyết không tha thứ cho cô nàng. Hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ siếc Quốc Nghiệp và ca sĩ Ngọc Mai vui vẻ bên các con trong một căn phòng được trang trí cờ báo sọc đỏ đã gây chấn động dư luận. Sự đối lập giữa hình ảnh gia đình hạnh phúc và biểu tượng lịch sử đầy tranh cãi đã khiến nhiều người đặt câu hỏi về quan điểm của hai nghệ sĩ. Với tư cách là những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn, hành động của vợ chồng Quốc Nghiệp và Ngọc Mai đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Hình ảnh lá cờ báo sọc đỏ trong căn phòng của họ không chỉ là một vấn đề cá nhân mà còn liên quan đến nhận thức của công chúng về lịch sử và văn hóa dân tộc. Dù đã lên tiếng giải thích, nhưng chia sẻ của Quốc Nghiệp và Ngọc Mai vẫn chưa thể xoa dịu sự bức xúc của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng lời giải thích của họ thiếu thuyết phục và không thể chấp nhận được. Sự việc này càng khiến dư luận thêm phần phẫn nộ và đặt ra nhiều câu hỏi về ý thức trách nhiệm của những người nổi tiếng. Mạng xã hội đang sục sôi trước đoạn livestream gây sốc của Hoa hậu Quý Bà Phương Lê. Trong đó, cô vô tư chế lời bài hát quốc ca Việt Nam. Hành động thiếu tôn trọng này đã khơi dậy làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Ánh hào quang của một hoa hậu quý bà không che lấp được hành động thiếu suy nghĩ của Phương Lê khi chế lời bài hát quốc ca Việt Nam. Hành động này không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh cá nhân mà còn gây phẫn nộ trong cộng đồng. Scandal của hoa hậu Phương Lê là một bài học đắt giá về trách nhiệm của người nổi tiếng. Việc cô chế lời bài hát quốc ca đã cho thấy sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng của cô đối với những giá trị thiêng liêng của dân tộc. Sau khi bị cư dân mạng ném đá, hoa hậu Phương Lê lên tiếng khẳng định:
Trước tiên cho Phương Lê được gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người nếu câu nói của Phương Lê đã gây ra hiểu lầm, làm phiền lòng và gây khó chịu. Đồng thời cô khẳng định bản thân tôi không chế lời hay xúc phạm quốc ca. Từ bao lâu nay Phương Lê cũng như mỗi người dân Việt Nam đều tự hào và xúc động khi cất tiếng hát bài quốc ca thiêng liêng, cũng như ý thức việc thay đổi, sửa lời bài hát là hành động không thể chấp nhận. Live show Ngày Em Thắp Sao Trời của Đàm Vĩnh Hưng vừa qua đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên bên cạnh những màn trình diễn ấn tượng, trang phục của Mr. Đàm trong phần mashup hồi tưởng lại trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Sự việc này cho thấy sức ảnh hưởng lớn của thời trang trong nghệ thuật biểu diễn và đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về ý đồ của nam ca sĩ. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng, tôi không đổ lỗi cho nhà thiết kế, né tránh trách nhiệm hoặc chọn cách im lặng. Với vai trò của một người nghệ sĩ, ảnh hưởng của hình ảnh bản thân trong việc xây dựng tình cảm với khán giả, tôi thấy mình chưa thật sự sâu sắc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản với mong muốn tạo nên phong cách mới mẻ về trang phục biểu diễn. Tôi muốn chân thành gửi lời xin lỗi đến khán giả cũng như cả ekip chương trình. Giọng ca Tình Ơi Xin Ngủ Yên nói. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh hoàn toàn vô tư khi lựa chọn bộ trang phục gây tranh cãi. Nam ca sĩ chia sẻ rằng suốt sự nghiệp anh luôn dành chọn tình yêu và sự cống hiến cho quê hương và đất nước. Anh mong muốn nhận được những góp ý chân thành để hoàn thiện bản thân hơn. Các cơ quan chức năng nhận định việc Đàm Vĩnh Hưng sử dụng trang phục mang đậm dấu ấn quân đội nước ngoài cùng các phụ kiện liên quan đến huân chương là hành động thiếu tinh tế và không phù hợp với bối cảnh văn hóa Việt Nam. Đặc biệt trong giai đoạn cả nước hướng về những giá trị lịch sử truyền thống, việc sử dụng hình ảnh này một cách tùy tiện đã gây ra những phản ứng trái chiều và làm tổn hại đến hình ảnh của nghệ sĩ. Ngay sau đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị phạt với mức tiền phạt là 27,5 triệu đồng. Đồng thời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng theo quy định tại điểm B khoản 9, điều 11 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ. Sự nổi tiếng bất ngờ của MV Tự Tâm đã đưa Nguyễn Trần Trung Quân đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, chính thành công này cũng mang đến cho anh một bài học đắt giá. Lúc này, nam ca sĩ nhận được một lượng fan nước ngoài khủng, đa số từ nước láng giềng. Rất nhiều fan Trung Quốc đã vào trang cá nhân của anh chàng thể hiện sự mến mộ. Tuy nhiên, họ đã phát hiện ra bài viết tẩy chay đường lưỡi bò của nam ca sĩ. Chuyện sẽ không có gì nếu anh chàng bất ngờ xóa bài viết ủng hộ bảo vệ chủ quyền đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Scandal này nổ ra khiến Trung Quân mất đi một lượng lớn fan hâm mộ, khiến cho các MV sau này của anh không được đón nhận và ủng hộ. Dù đã đưa ra lời giải thích, Nguyễn Trần Trung Quân vẫn không thể xoa dịu sự phẫn nộ của người hâm mộ Việt Nam. Việc xóa bài viết ủng hộ chủ quyền biển đảo đã khiến anh chàng mất đi sự tin tưởng của khán giả quê nhà và phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ. Người nổi tiếng là những hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ. Chính vì vậy họ cần phải ý thức được trách nhiệm xã hội của mình. Việc thể hiện lòng yêu nước và sự tôn trọng đối với Tổ quốc không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ của mỗi người con đất Việt. Những hành động thiếu suy nghĩ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ trẻ và làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước. Việc không tôn trọng Tổ quốc không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn có thể vi phạm pháp luật. Nhà nước ta có những quy định rõ ràng về việc bảo vệ danh dự, uy tín của quốc gia. Những hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của đất nước có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật. Đây là một bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định lợi dụng danh tiếng của mình để thực hiện những hành vi sai trái. Công chúng có quyền đòi hỏi những người nổi tiếng phải có trách nhiệm với xã hội. Chúng ta cần tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn những hình mẫu để noi theo. Hãy ủng hộ những nghệ sĩ có tài năng, có đạo đức và luôn đặt lợi ích của đất nước lên hàng đầu.